Chào các em, hôm nay thầy Toàn cùng học chuyên đề nội năng và sự biến thiên nội năng. Thì chuyên đề này chủ yếu là giáo khoa đó, nó hơi mới mẻ một chút. Phần bài tập của cái chuyên đề tiếp theo cái này nó hơi khó, nhưng mình phải nắm vững lý thuyết nha em. Rồi, đầu tiên mình xét về nội năng là gì? Mình có thể hiểu nôm na, nội là bên trong, đúng không? Năng là năng lượng. Vậy khi nói nội năng thì các em có thể hiểu đơn giản nội năng là năng lượng bên trong vật hoặc là bên trong hệ gì đó. Năng lượng bên trong hệ, hay xét tổng quát luôn, bên trong hệ rồi đó. Thì em đã học rồi, ở thuyết động học phân tử các chất chẳng hạn, vật chất được cấu tạo từ những hạt nhỏ bé riêng biệt, đúng không? Gọi là phân tử hay nguyên tử. Các phân tử hay nguyên tử chuyển động hỗn loạn không ngừng, luôn luôn như thế, phải không ạ? Luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng. Nhiệt độ càng cao thì chúng chuyển động càng nhanh, đúng không ạ? Nên ở đây em nhớ giùm này, các phân tử luôn chuyển động, luôn chuyển động tức là nó có động năng, phải không? Luôn chuyển động thì có động năng, mà động năng này thì phụ thuộc vào nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao thì chúng kỳ chuyển động càng nhanh, đúng không ạ? Đấy, các phân tử luôn chuyển động thì có động năng, động năng phụ thuộc vào nhiệt độ. Rồi, các phân tử này luôn tương tác với nhau, phải không ạ? Tương tác nhau theo cái thuyết động học đấy, tương tác với nhau, lực tương tác gọi là lực hút, lực đẩy. Tương tác nhau thì nó có thế năng, mà thế năng này thì phụ thuộc vào thể tích. Nhớ nha, phụ thuộc vào thể tích. Thể tích mà càng nhỏ thì các phân tử này tương tác nhau càng lớn, phải không ạ? Đấy, thì như vậy nội năng là năng lượng bên trong của thể, năng lượng bên trong gồm có động năng phân tử và thế năng đó, thế năng của phân tử tương ứng. Rồi, tiếp theo số 2, nội năng là năng lượng bên trong của hệ. Vậy bây giờ gồm có động năng và thế năng, mình đi đến khái niệm nội năng của hệ gồm tổng động năng và tổng động năng và thế năng của các nội năng của hệ gồm tổng động năng và thế năng của các phân tử bên trong hệ, nó phụ thuộc vào gì đây? Phụ thuộc động năng thì phụ thuộc vào nhiệt độ, còn thế năng thì phụ thuộc vào thể tích. Cho nên nội năng của hệ sẽ phụ thuộc cả vào nhiệt độ và thể tích.
nhớ như vậy đấy. Rồi nói năng người ta ký hiệu, ký hiệu nội năng là U, đơn vị của nó là Joule. Được chưa? Rồi trên thực tế là các khái niệm nội năng, rồi khái niệm đó là cái gì? Người ta trong bài toán người ta không quan tâm đến nội năng, mà người ta quan tâm đến sự biến thiên nội năng. Em hiểu không? Quan tâm tới sự biến thiên nội năng. Như vậy khi nội năng của hệ tăng lên bao nhiêu hay giảm đi bao nhiêu thì cái giá trị tăng hay giảm đó là cái người ta quan tâm, đúng không ạ? Quan tâm thì cái quan tâm ở đây chính là độ biến thiên nội năng. Không phải toán, thực tế người ta quan tâm độ biến thiên nội năng là nội năng tăng lên hay giảm xuống một lượng bao nhiêu, đó là bằng nội năng mà hệ tăng hoặc giảm. Đó, ký hiệu của độ biến thiên nội năng là delta U. Delta U này bằng U2 trừ cho U1. Nhớ nha. Đó, độ biến thiên nội năng là phần nội năng mà hệ tăng, tăng hoặc giảm. Ký hiệu là delta U bằng U2 trừ cho U1. Trên thực tế bài toán người ta quan tâm tới độ biến thiên nội năng, nhớ như mẹ. Đấy, thì ở đây tiếp theo trong bài toán thực tế, các cách người ta làm biến thiên nội năng là cái cách nào? Để đây qua số 2 La Mã. Các cách làm biến thiên nội năng. Thứ nhất là thực hiện câu các cách làm biến thiên nội năng thực hiện câu, ví dụ em cọ sát miếng kim loại vào mặt bàn, vào miếng vải gì đó, phải không ạ? Sau thời gian thì mình nhận thấy là miếng kim loại nóng lên, miếng loại nóng lên có nghĩa là nội năng của nó tăng, phải không ạ? Nó nóng lên, nhiệt độ tăng lên thì nội năng nó sẽ tăng lên, phải không ạ? Nóng lên, nhiệt độ tăng lên, động năng các phân tử chuyển động nhanh hơn thì nội năng sẽ tăng lên. Đấy, hoặc là em dùng công em nén bít tông xuống, phải không ạ? Trong cái xi lanh đó em nén bít tông xuống, nén bít tông, nén bít tông làm cho thể tích trong cái xi lanh sẽ giảm, mà thể tích giảm thì các phân tử khí lúc này tương tác với nhau nhiều hơn, phải không ạ? Nhiệt độ cũng tăng lên luôn đấy, thì lúc này là nội năng cũng tăng. Nội năng tăng đó, vân vân, còn nhiều cách. Thì thực hiện công là quá trình làm biến đổi nội năng
trong đó cụ thể hơn nữa là biến công cơ học thành nội năng của vật. Hay nói khác là trong quá trình thực hiện công thì có sự chuyển hóa cơ năng thành nội năng. Nhớ nè, có sự chuyển hóa cơ năng thành nội năng. Em thực hiện công là truyền năng lượng của chuyển động cơ làm cho nội năng tăng lên, chuyển hóa cơ năng thành nội năng. Rồi, cách thứ hai để làm cái nội năng ở đây á là truyền nhiệt. Truyền nhiệt đơn giản thôi, em cho miếng kim loại tiếp xúc với nguồn nhiệt nóng thì thời gian sau là miếng kim loại sẽ nóng lên, phải không ạ? Cho miếng kim loại tiếp xúc với nguồn nhiệt thì nó sẽ nóng lên. Miếng kim loại nóng lên, mà nóng lên có nghĩa là nội năng tăng. Như vậy nội năng lúc này hoặc là nhiều trường hợp, phải không ạ, cho cái hệ nào đó tiếp xúc với nguồn nhiệt thì hệ cũng sẽ nóng lên. Và ở đây hoàn toàn là không có sự chuyển hóa năng lượng nào cả, là chỉ có sự truyền nhiệt thôi, phải không ạ? Chỉ có sự truyền nhiệt từ nguồn nóng hơn sang nguồn lạnh hơn, nguội hơn, phải không ạ? Thì trong cách truyền nhiệt này thì nó không có sự chuyển hóa năng lượng. Không có sự chuyển hóa năng lượng. Nhớ nha, ở cách thực hiện công thì chuyển hóa cơ năng thành nội năng, nhưng mà trong cách truyền nhiệt này vẫn có thay đổi nội năng, nhưng mà không có sự chuyển hóa năng lượng nào đây. Nhớ các em, hai cách cơ bản. Rồi, trong cách truyền nhiệt này, người ta quan tâm tới cái chuyện là nhiệt lượng. Nhiệt lượng Nhiệt lượng là gì? Là độ biến thiên nội năng. Nhiệt lượng là độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt. Là độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt. Ký hiệu Q bằng delta U. Độ biến thiên nội năng, đây là nhiệt lượng. Q bằng delta U trong quá trình truyền nhiệt thì ở đây là bằng nhau. Đó. Và ở đây chương trình trung học cơ sở em cũng đã học rồi, với Q này nó còn là M nhân C nhân cho delta T, hoặc là M nhân C nhân cho T 2 độ trừ cho T 1 độ delta T đấy. Đây là độ biến thiên nhiệt độ, phải không ạ? M là khối lượng của vật hoặc là của hệ, phải không ạ? Đơn vị là kg. C đây là nhiệt dung riêng. Nhiệt dung riêng của các chất tạo nên hệ đấy, đơn vị là joule chia cho kg độ đấy.
Còn delta T bằng T2 trừ cho T1 độ. Thì ở đây chữ độ này em có đơn vị là độ C 2K đều được, miễn cùng đơn vị là được. Được chưa? Bây giờ trước mình nói rồi, biến thiên bao nhiêu độ C thì độ K cũng sẽ biến thiên bấy nhiêu độ K. Cho nên ở đây là cùng đơn vị độ C hoặc độ K đều được. Được chưa? Như vậy ở chuyên đề đầu tiên này là các khái niệm mới mẻ về nội năng, trong đó các cách làm biến đổi nội năng. À, đặc biệt quan trọng là người ta quan tâm đến độ biến thiên nội năng. Thì nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích. Vậy muốn nó biến thiên thì có thể làm thay đổi nhiệt độ hoặc là thể tích. Đúng không ạ? Có hai cách làm biến thiên nội năng là thực hiện công và truyền nhiệt. Mấy em về học giáo khoa ôn lại cái này cho kỹ. Đúng không ạ? Công thức này là có một số bài tập mà em đã học từ năm lớp cấp 2 đến 8, 9 rồi đấy. Đúng không ạ? Các em vận dụng dạy một số bài tập. Rồi, ở chuyên đề sau tiếp cái này và tiếp theo của phần này và ở mức độ khó hơn một chút. Được chưa? Rồi, thầy chào mấy em. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!